Với Ui, ở đây rồi. Úp, trên Đây, trời có gì? trời có vẩy tê tê, một ông bốn vợ chả chê vợ nào, vợ cả quản lý gia tài, vợ hai khóa cổng, vợ ba lau nhà, vợ bốn nấu bếp mổ gà, để cho chàng biết thiếp là đàn em. Tiếp tiếp câu kết kết thơ, luận đấy thế vâng, này. u tiếp câu thơ mà thử thử than đấy, thử vàng thử bạc thử than đấy, À, thơ này là vâng tiếp, cô Minh nó thường nhớ vâng tôi không có. ok. Thử vàng thử bạc thử than, chuông kêu thử tiếng người ngoan thử nở. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ngoan thì đi vào mới khôn, khôn ngoan, khôn đi vào mới khéo, khéo đi vào mới tài, Chuẩn. tài đi vào mới giỏi. Rồi. Đấy, nó lại cứ đi vào thế. Đấy là có nghĩa thì cái thơ này thì không không phải nói nếu gì Đúng rồi, không quá biết tuyệt vời cả. luôn. Tiếp mày nữa, lòng lòng lợn ngon hả má? Nhìn mặt bà mà bắt hình dong, con lợn có béo thì nằm mới ngon. Rồi đây chỉ cho người nhá. Em Cũng mà còn bây nhiều giờ lắm. đi nghe ai mà người nào tài giỏi nghe cái tiếng phát âm đã biết rồi, hay nhìn cái bóng người, nhìn mặt. À, người nào tài giỏi là người nào đần hay người nào mà không khéo biết ngay. Tôi nói thật, tôi giỏi người cho nên tại sao cứ bảo tôi hay suy nó Còn còn một má còn một tá kìa nữa cơ mà, còn khối còn như khối kìa mà, rồi. nhưng mà này để danh à, này đọc thế thôi à, dần dần đọc kiểu chị Tôi này nhiều con đông con nhếch nhác kiểu tát nước bia bờ, sinh con đã quá công tôi tát nước bia bờ, sinh con đã quá hai chiều, con trai có tướng làm quan, con gái có dáng nên ngôi ngai vàng, cuộc đời trong sáng biết bao, nhớ công cha nuôi mẹ dưỡng đến ngày vinh quang. Đấy là tôi nhớ cái gì mà ông qua đời thì má, nuôi đàn con đi. cái gì mà bắt tép nữa.